xin chào tất cả quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping. Và ngay bây giờ chúng ta đang đến với một chương trình hết sức là đặc biệt đang phát sóng trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Chương trình giá xả kho với mức giá cực kỳ hấp dẫn 399.000 đồng. Và chương trình lần này chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm này đấy ạ. Đó chính là một chiếc nồi lẩu điện đa năng quý vị nha, có hai ngăn luôn. Và từ đó thì chúng ta có thể là cùng một lúc thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau nè. Một bên mình có thể là làm lẩu nè, một bên mình cũng có thể nướng nè, hay là mình kết hợp một bên chiên xào, một bên làm đồ kho một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng cùng với VTV Hyundai mọi người nha. Và thưa quý vị, đây chính là hình ảnh khi mà chúng ta đặt để chiếc nồi lẩu điện đa năng từ thương hiệu Perfect lên trên bàn ăn của tất cả các thành viên trong gia đình mình quý vị nha. Với một chiếc nồi lẩu điện thôi, nhưng mà bởi vì có hai ngăn riêng biệt, do đó chúng ta có thể là cùng một lúc mình thực hiện cái món lẩu thật là thơm ngon hấp dẫn với tới tận hai ứng dụng khác nhau nha. Ví dụ như là những thành viên trong gia đình của mình thuộc hai trường phái, một trường phái ăn cay, một trường phái kia không ăn cay được với mọi hình thức luôn. Ví dụ như Khanh chẳng hạn, ớt bột cũng không được, tương ớt cũng không được, bất kỳ cái gì mà có sa tế vô trong là ăn cũng không được. Rồi những người còn lại thì sao bây giờ? Làm sao chia hai phe? Bây giờ mình có trong nhà có một cái bếp điện để đặt lên trên bàn nè, rồi cũng có một cái nồi lẩu, rồi bây giờ xử lý như sao? Thì đó, trong những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng những dòng sản phẩm như thế này quý vị nha. Đa năng và tiện lợi. Hoặc là chúng ta có thể là cùng một lúc thực hiện nhiều món ăn khác nhau. Một bên là lẩu nè, còn một bên là mình thực hiện có chiên ngập dầu nè, hay là những món xào. Ví dụ như là mì xào hay là cơm trộn trên chiên trộn của Hàn Quốc chẳng hạn. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà để đầu tư dòng sản phẩm này về cho gia đình của mình ngay từ bây giờ, đang có sẵn mức giá xả kho cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Bao nhiêu nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lại một lần nữa quý vị nha. Một mức giá phải nói là quá ưu đãi luôn để chúng ta trang bị một dòng sản phẩm cần thiết cho gia đình của mình, 399.000 đồng mà thôi. Đúng rồi quý vị, và số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng ngay. Trời ơi, rất là thích cái dòng sản phẩm này luôn đó mọi người ơi, sẽ rất là phù hợp với dân bếp của chúng ta. Và đặc biệt là Hoàng Quý rất là thích cái màu đỏ này, rất là tươi sáng cho dân bếp của mình. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha. Xả kho số lượng giới hạn, mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 399.000 đồng, sở hữu ngay một bếp nồi lẩu hai ngăn, chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping trong chương trình mua sắm hấp dẫn kỳ này. Thưa quý vị, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm là nồi lẩu điện hai ngăn đa năng quý vị nha. Từ đó thì chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ngon khác nhau cùng một lúc. Một bên chúng ta có thể làm lẩu nè, một bên thì mình cũng có thể là làm đồ chiên nè, đồ nướng hay là cả đồ xào nữa quý vị ạ. Chuẩn bị những nguồn nguyên liệu sẵn sàng rồi, chúng ta chỉ cần đổ vào mà thôi, chỉ cần sử dụng một nguồn điện mà thôi quý vị ạ, gia nhiệt cho cả hai ngăn bếp quý vị nha. Cho nên chúng ta có thể nấu trong khoảng thời gian rất là nhanh chóng và tiết kiệm cả công sức của mình. Đó, quý vị thấy không ạ? Một bên thì chúng ta đang có những cái món lẩu rất là thơm ngon, còn một bên có những món đồ xào đúng không nào. Ở phía bên trong lồng nồi thì có một lớp chống dính cao cấp quý vị nha, cho nên chúng ta có nướng có chiên có xào thì cũng không có bị dính ở trong phía lồng nồi của chúng ta, và cũng có thể là vệ sinh một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Bên cạnh đó thì với nắp kính cường lực trong suốt, mình có thể quan sát một cách dễ dàng thực phẩm đang chín đều ở phía bên trong như thế nào. Và chỉ với một nút điều chỉnh mà thôi, vẳng 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 đã có thể thay đổi nhiệt độ rồi. Và sau đó một khoảng thời gian, chúng ta đã có ngay những món ngon thật là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình, tiết kiệm thời gian và cả tiết kiệm công sức nữa quý vị nha. Sản phẩm hấp dẫn, giá nhà cung cấp 699.000 đồng, ngày hôm nay trên VTV Hyundai chỉ còn 399.000 đồng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay. Nồi lẩu điện hai ngăn đa năng Perfect giúp nấu nướng nhanh chóng, dung tích lớn sử dụng cho cả gia đình, nấu cùng lúc hai món ăn chỉ trên một sản phẩm, phù hợp nhiều khẩu vị và nhu cầu khác nhau, dễ dàng vệ sinh và cất giữ, phục vụ cho nhu cầu ăn uống của cả gia đình, đa năng tiện dụng tiết kiệm. Với sản phẩm ngày hôm nay, nồi lẩu điện hai ngăn đa năng đến từ thương hiệu Perfect, đa chức năng nấu nướng cùng hai cái thực phẩm riêng biệt quý vị nha. Chúng ta có thể sử dụng ngay để làm ngay món lẩu, món xào, món chiên và cả món nướng được quý vị ạ. Lẩu cay nè hay là lẩu không cay nè, rất là hấp dẫn và phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau trong gia đình của mình, thực hiện cùng một lúc nhiều món ngon chỉ với một sản phẩm mà thôi. Và phải nhanh tay mới được, bởi vì trong chương trình này thì dòng sản phẩm nồi lẩu điện hai ngăn đa năng từ thương hiệu Perfect số lượng rất có giới hạn quý vị nha. Phải nhanh tay đặt hàng thôi. Sản phẩm có nhãn hiệu Mỹ, uy tín và chất lượng. Mức giá nhà cung cấp là 699.000 đồng. Giá xả kho ngay bây giờ chỉ 399.000 đồng mà thôi. Sản phẩm bảo hành chính hãng 12 tháng. Nhận thêm quà tặng là một dụng cụ mài dao. Và thưa quý vị, với sự đa năng của dòng sản phẩm lần này thì chúng ta chỉ cần bỏ ra một mức đầu tư cực kỳ hấp dẫn mà thôi. Trong chương trình giá xả kho 399.000 đồng quý vị nha. Số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng, tại vì mức giá này chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi. Để cho tất cả quý vị có thể sở hữu một sản phẩm mà chúng ta có thể yên tâm, tại vì được bảo hiểm trách nhiệm lên tới là 2 tỷ đồng lận quý vị nha. Cho nên chúng ta cũng có thể là
hoàn toàn dễ dàng sở hữu dòng sản phẩm này ngay trong gian nhà của mình luôn. Và ở thời điểm này thì Quang Quý và Kiều Khanh đã chuẩn bị rất là sẵn sàng nhiều món ăn ngon để mời tất cả quý vị sẽ cùng trải nghiệm với dòng sản phẩm của chúng tôi nha. Chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều món ăn khác nhau nè. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào nhưng mà Quang Quý thấy là dòng sản phẩm này sẽ phù hợp với rất là nhiều những đối tượng gia đình khác nhau nè. Chẳng hạn thứ nhất là gia đình mà chúng ta có nhiều thành viên đúng không ạ? Thì với dòng sản phẩm lần này chúng ta cũng có thể là yên tâm để mình có thể nấu rất là nhiều những món ăn khác nhau. Một bên mình thực hiện ngay những cái món kho như thế này nè. Cá kho cực kỳ thơm ngon luôn. Còn một bên mình cũng có thể là mình tận dụng ngay cái luồng điện năng và sức nóng của chiếc nồi lẩu đa năng 2 ngăn như thế này để mình thực hiện là mình chiên ngập dầu những món ăn nha. Chẳng hạn như là bây giờ thì Quang Quý sẽ chiên hoành thánh nè. Mọi người chúng ta sẽ thấy nha. Bây giờ nè hình như là dầu nó đã sôi không Kiều Khanh? Rồi. Bây giờ mình bỏ vô nha. Và như vậy là chúng ta cũng có thể là tận dụng chiếc nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng từ thương hiệu Perfect này trong những dịp đặc biệt, ví dụ như là ngày hôm đó có rất là đông khách là người thân nè, họ hàng nè tới chơi nhà, nhưng mà bây giờ tất cả các nồi ở trên bếp đều đã đang nấu rồi, bây giờ bếp thì không có hoạt động đủ công suất nữa, thì bây giờ chúng ta thể là tận dụng luôn những cái dòng sản phẩm đa năng này để mình hỗ trợ thêm. Không nhất định nồi lẩu điện là chỉ được nấu lẩu thôi quý vị nha, mà có thể là nấu cá kho một ngăn rồi ngăn còn lại mình thực hiện những món mà bắt buộc phải chiên ngập dầu chẳng hạn. Đúng và rồi. Với cái độ sâu lòng của chiếc nồi này đó thì cái lượng dầu mình cho vào thực ra nó cũng không có quá nhiều mà nó vẫn có thể là tạo nên một cái độ ngập nhất định để mình thực hiện đúng chuẩn món chiên ngập dầu quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị, và với dòng sản phẩm này thì chỉ có một nút điều chỉnh cực kỳ là đơn giản nha. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 nấc như thế này nè. Mình chỉ cần điều chỉnh vặn thôi, mình vặn từ 1 đến 5 thì nhiệt độ nó sẽ tăng dần lên và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với vị trí ban đầu. Và thực ra là khi mà quý vị quay trở lại với vị trí ở gần số 0, cái khoảng cách không gian từ số 0 đến số 1 như thế này nè, nó vẫn giữ được cái phần nhiệt ở phía bên trong. Mọi người thấy không ạ? Quang Quý đã vặn về tắt rồi nha, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái chảo của Quang Quý nè, cái nồi lẩu một bên nè có thể là chiên ngập dầu, còn một bên là làm cá kho thì nó vẫn nóng, cho nên là tất cả mọi người có thể là yên tâm nè. Cái phần thức ăn ở phía bên trong cái phần nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng của chúng ta sẽ được giữ nóng một cách liên tục như thế này, và từ đó thì mình có thể là kết hợp cùng với những cái phần bếp trong gia đình của mình đúng không Kiều Khanh? Chẳng hạn như là mình đang nấu rất là nhiều món ăn khác nhau nè, nhưng mà bây giờ là mình cần phải nấu thêm nhưng mà bếp không đủ thì phải làm sao? Đâu phải là nhà nào cũng phải có là 3, 4, 5, 6 cái bếp đâu. Đó, với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm mình kết hợp một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và trong khi đó thì Kiều Khanh đang thực hiện đúng chức năng của chiếc nồi lẩu điện, đó chính là một ngăn á thì Khanh sử dụng để Khanh nấu lẩu đó. Còn cái ngăn còn lại vẫn chừa trống để có thể là thực hiện luôn những món chiên nè, chỉ cần ít dầu thôi hoặc là thậm chí là những món nướng quý vị nha. Với cái bề mặt chống dính như thế này rất là hiệu quả, và kể cả bộ phận gia nhiệt ở kế bên nữa, giống như Quang Quý đã hướng dẫn với quý vị thì chúng ta chỉ cần tăng nhiệt độ lên thôi là mình đã có thể là hoàn thành cái vai trò giống như là một chiếc chảo vậy đó quý vị. Nó gia nhiệt đủ nóng rồi là mình đã có thể là thực hiện những cái món khác. Đối với những cái món xiên que thì Khanh sẽ không thích bổ sung thêm dầu nữa, cứ tự tin cho vào bên trong như thế này, bởi vì bề mặt chống dính rất là hiệu quả đó quý vị thấy không. Khanh có thể là kéo thực phẩm như thế này nhưng mà không có tạo ra những cái dấu cháy xém hay là bám dính thực phẩm quý vị nha. Đó, như vậy là chúng ta cũng có thể là hoàn toàn dễ dàng và thực hiện nhiều món ăn cùng một lúc với nhau. Chẳng hạn như là trong gia đình của mình đó quý vị, chắc chắn là sẽ có những cái tình trạng là sẽ có những thành viên mà chúng ta có thể ăn cay được đúng không Kiều Khanh, cũng như là những thành viên không ăn cay được. Như vậy thì mà lỡ mà mình nấu một nồi thì như thế nào? Bây giờ trong nhà mà có Quang Quý với Kiều Khanh thì là thế nào cũng sẽ có sự cãi lộn với nhau nè. Tại vì Quang Quý thì thích ăn cay mà rất cay nha, chứ không phải cay bình thường nha. Còn Kiều Khanh lại không ăn cay được. Đó, tới một ngày đẹp trời thì bây giờ mình muốn ăn lẩu, nhưng mà người ăn cay được, người ăn cay không được thì phải làm sao? Đó, rất là khó đúng không ạ? Với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là mình nấu một nồi nước lẩu mà thôi ha. Một bên mình bỏ ớt, một bên mình không bỏ ớt. Mùi vị vẫn như nhau và chúng ta vẫn có thể thưởng thức cùng một lúc với nhau, đặt trên bàn ăn của mình nha, kết nối cùng với nguồn điện một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Chỉ cần vặn nút vặn mà thôi, thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng luôn. Và bây giờ quý sẽ quan sát thử xem nha, ví dụ đối với những cái miếng cá như thế này nè đó, mà nếu như mà sản phẩm chống dính không tốt á thì mình chỉ cần mình đẩy lên là nó bể rồi, nó bám dính cái miếng cá, nó bám dính cái phần da cá lại liền. Nhưng mà điều này thì hoàn toàn không xảy ra cùng với phần lòng nồi như thế này quý vị nha, cái đó hoàn toàn yên tâm. Cái đó là tự tin về cái khả năng chống dính của chiếc nồi này rồi, không cần cho thêm dầu luôn, vẫn thực hiện rất là hiệu quả quý vị nha. Đó, rồi những cái món xiên que như thế này đâu có khác gì mình bỏ lên trên bếp nướng đâu đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Và đặc biệt là với những người nhưng mà giống như Quang Quý đi, độc thân vui tính,
bây giờ mà mình tưởng tượng là ở nhà của mình mà cứ mỗi lần mà mình ăn uống cái gì mình nấu nướng á Kiều Khanh, cái mình phải bày ra ôi nào là chảo, nào là nồi, rồi tất cả các kiểu, là sau đó mình nấu nướng, và mỗi lần mà chúng ta dọn dẹp rất là mệt, rất là cực đúng không nào. Có thể là thay thế vào cái trường hợp đó thì chúng ta chỉ cần có dòng sản phẩm lần này mà thôi, mình kết hợp một bên mình có thể thực hiện những đồ chiên, đồ xào nè, một bên mình nấu canh, nó chỉ cần một lần duy nhất mà thôi. Rồi từ đó thì chúng ta có thể là tận dụng một nguồn điện thôi quý vị nha, ghim vào một đầu thôi và chỉnh với năm chế độ khác nhau đó, có thể nấu ăn một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Thì Quang Quý tin chắc rằng đây cũng sẽ là một món quà rất là phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, chẳng hạn như là mình có thể mua để làm quà tân gia cho các cặp vợ chồng mới cưới nè, mình mua để tặng cho con em của mình vừa đi học đại học xa nhà ở trên thành phố đúng không nào, ở trọ nè, hay là chúng ta cũng có thể là mua cho gia đình của mình như là những cái chiếc bếp phụ đó, rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Với dòng sản phẩm lần này chỉ cùng một lúc mà chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau đó. Bây giờ mọi người thấy không ạ, không chỉ là mang tiếng nó là nồi á Kiều Khanh, nhưng mà thiệt ra nó chiên hay nó xào cũng rất là đơn giản, tại vì nó có phủ một lớp chống dính ở phía bên trong, mà có thêm là vân kim cương nữa nha. Vân kim cương là gì ạ? Mọi người nhìn thấy ở dưới không ạ? Nó có những cái đường rảnh như thế này, nhìn như là kim cương vậy đó, để giúp làm gì ạ? Để hạn chế là bị dính nè, chẳng hạn như là những cái miếng vi cá hồi á, bình thường mà chiên á mà lật mà không kỹ một cái, hay là xài ít dầu quá thì thế nào nó cũng sẽ bị dính xuống. Nhưng mà trong sản phẩm lần này mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là cận luôn nè, quay rất là cận luôn, nhưng mà chúng ta cũng có thể là yên tâm luôn. Và trong quá trình mà chúng ta sử dụng á, thì với những tính năng như thế nào mà đem lại rất nhiều những cái hiệu quả hay là những cái điểm cộng như vậy quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại một lần nữa nha. Nồi lẩu điện đa năng mà có đến tận 2 ngăn quý vị nha. Từ thương hiệu Perfect, mà thương hiệu Perfect thì đã quá quen thuộc đối với nhiều gia đình Việt Nam rồi, cũng như những người nội trợ Việt. Công suất mạnh mẽ 1200W quý vị nha. Do đó vừa nướng vừa chiên hay là thực hiện lẩu cũng rất là dễ dàng nhanh chóng. Dung tích lên đến 5 lít lận quý vị ạ. Bên trong lòng nồi chống dính nè, rất là hiệu quả khi thực hiện những món chiên nướng. 5 mức điều chỉnh nhiệt độ khác nhau để chúng ta chỉ cần thực hiện với một nút vặn thôi quý vị nha. Hai khay thực phẩm riêng biệt và nắp kính trong suốt chịu nhiệt ở bên trên nữa để chúng ta dễ dàng quan sát tình trạng thực phẩm ở bên trong. Rồi tay cầm cách nhiệt hai bên, nhấc lên đặt để cực kỳ dễ dàng. Di chuyển từ bếp lên trên mặt bàn ăn của tất cả các thành viên trong gia đình của mình cực kỳ đơn giản và tiện lợi luôn. Thấy miệng ai đang ăn vậy ta? Trong lúc mà Kiều Anh chia sẻ thì Quang Quý đang ăn trực tiếp mọi người ơi. Trời rất là ngon á. Đó, bây giờ là mấy cái miếng có kho mà cũng nổi Quang Quý á, kho á, cùng một lúc cùng với đầu tiên luôn, rất là ngon. Tại vì á, mình có thể gia nhiệt cho một khoảng thời gian rất là dài nè, rồi cũng như là điều chỉnh được rất là nhiều những cái nhiệt lượng khác nhau từ mức 1 đến mức 5 đúng không ạ? Đó, trong lúc mà mình ăn như thế này à, một bên á, mình cũng có thể là mình chiên thêm những cái miếng đồ chiên rất là ngon như thế này. Mình chiên thêm là cá viên chiên nè, đậu hũ chiên nè, bò viên chiên nè, các thể loại hoa cảo nè, các thể loại sủi cảo nè. Vừa ăn vừa nói có vừa kém duyên thôi quý. Nhưng ơi mà ngon quá Kiều Khanh. Thôi Khanh sẽ hy sinh trong lúc là quý vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, thì Khanh sẽ tiếp tục và nhấn mạnh thêm một cái yếu tố nữa, lý do tại sao mà ngay trong chương trình này chúng ta cần phải đưa ra quyết định thật là nhanh chóng quý vị nha, và đặt hàng cùng VTV Hyundai Shopping. Bởi vì mức giá xả kho đang có sẵn cực kỳ ưu đãi luôn, chưa đến 400.000 đồng sở hữu được một chiếc nồi lẩu điện đa năng 2 ngăn cực kỳ tiện dụng luôn, cụ thể là 399.000 đồng mà thôi. Và sau khi mà quý vị đặt hàng rồi đó, nhận được chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng là một nè, thêm nữa không cần phải đi đâu xa, cứ ngồi ở nhà nhận được dòng sản phẩm chính nè, còn có thêm quà tặng là một dụng cụ mài dao giao đến tận cửa nhà cho quý vị luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt là chúng ta có thể yên tâm là bảo hiểm trách nhiệm lên tới là 2 tỷ đồng, cho nên là quý vị có thể sở hữu dòng sản phẩm lần này nè. Thật ra là với nhãn hiệu Mỹ Perfect thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Cho nên là ngay bây giờ quý vị ơi, nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc, để từ đó chúng ta có thể ăn uống một cách cực kỳ dễ dàng mọi người ơi. Thôi Quang Quý ăn tiếp đây. Nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect, công suất mạnh mẽ 1200W, dung tích 5 lít, lòng nồi chống dính, 5 mức điều chỉnh nhiệt độ, hai khay thực phẩm riêng biệt, nắp kính trong suốt chịu nhiệt, tay cầm cách nhiệt tiện lợi, sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect nấu nướng một cách nhanh chóng, dùng tích lớn sử dụng cho cả gia đình, nấu cùng lúc 2 món ăn chỉ trên một sản phẩm, phù hợp cho nhiều khẩu vị và nhu cầu khác nhau, dễ dàng vệ sinh và cất giữ, phục vụ cho nhu cầu cho cả gia đình, đa năng tiện dụng và tiết kiệm. Nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect đa chức năng nấu nướng cùng hai khay thực phẩm riêng biệt như lẩu, xào, chiên, nướng, thực hiện cùng lúc nhiều món ngon chỉ với một sản phẩm. Và với dòng sản phẩm lần này đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi quý vị nha, nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect, nhãn hiệu Mỹ uy tín và chất lượng, mức giá nhà cung cấp 699.000 đồng, ngày hôm nay giá xả kho chỉ còn 399.000 đồng mà thôi, bảo hành trong thời gian 12 tháng, tặng thêm cho quý vị dụng cụ mài dao. Dòng sản phẩm ngày hôm nay số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping.
Thưa quý vị, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm là nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng quý vị nha. Từ đó thì chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ngon khác nhau cùng một lúc. Một bên chúng ta có thể làm lẩu nè, một bên thì mình cũng có thể là làm đồ chiên nè, đồ nướng hay là cả đồ xào nữa quý vị ạ. À, chuẩn bị những nguồn nguyên liệu sẵn sàng rồi, chúng ta chỉ cần đổ vào mà thôi. Chỉ cần sử dụng một nguồn điện mà thôi quý vị ạ, gia nhiệt cho cả hai ngăn bếp quý vị nha. Cho nên chúng ta có thể nấu trong khoảng thời gian rất là nhanh chóng và tiết kiệm cả công sức của mình. Đó, quý vị thấy không ạ? À? Một bên thì chúng ta đang có những cái món lẩu rất là thơm ngon, còn một bên có những món đồ xào đúng không nào? Ở phía bên trong lồng nồi thì có một lớp chống dính cao cấp quý vị nha. Cho nên chúng ta có nướng, có chiên, có xào thì cũng không có bị dính ở trong phía lồng nồi của chúng ta và cũng có thể là vệ sinh một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Bên cạnh đó thì với nắp kính cường lực trong suốt, mình có thể quan sát một cách dễ dàng thực phẩm đang chín đều ở phía bên trong như thế nào. Và chỉ với một nút điều chỉnh mà thôi, vẳng đã có thể thay đổi nhiệt độ rồi. Và sau đó một khoảng thời gian, chúng ta đã có ngay những món ngon thật là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình, tiết kiệm thời gian và cả tiết kiệm công sức nữa quý vị nha. Sản phẩm hấp dẫn, giá nhà cung cấp 699.000 đồng, ngày hôm nay trình VTV Hyundai chỉ còn 399.000 đồng. Hãy nhanh tay sở hữu ngay. Xả kho số lượng giới hạn, mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 399.000 đồng, sở hữu ngay một bếp nồi lẩu 2 ngăn, chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping trong chương trình mua sắm hấp dẫn kỳ này. Nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect đa chức năng nấu nướng cùng hai thay thực phẩm riêng biệt như lẩu, xào, chiên, nướng, thực hiện cùng lúc nhiều món ngon chỉ với một sản phẩm. Và với dòng sản phẩm lần này đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi quý vị nha, nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect, nhãn hiệu Mỹ uy tín và chất lượng, mức giá nhà cung cấp 699.000 đồng, ngày hôm nay giá xả to chỉ còn 399.000 đồng mà thôi, bảo hành trong thời gian 12 tháng, tặng thêm cho quý vị dụng cụ mài dao. Dòng sản phẩm ngày hôm nay số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và cơ hội mua sắm nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng từ thương hiệu Perfect chưa bao giờ tốt đến như vậy quý vị nha. Mức giá xả kho đang có sẵn chỉ 399.000 đồng mà thôi. Phải nói đây là một mức đầu tư cực kỳ tốt, bởi vì nồi lẩu điện á, thì mình vốn đã quen rồi. Nhưng mà nồi lẩu điện đa năng rồi lại còn 2 ngăn nữa. Tức là giống như hồi trước đây á, mình đi ra những cái nhà hàng cao cấp, mình thưởng thức những món lẩu mà người ta gọi là lẩu uyên ương đó. Thì bây giờ nói, ủa bây giờ làm sao mà sắm được cái ngăn như vậy để mình có thể là mình thực hiện cái món này ngay tại nhà của mình. Bởi vì thực ra là đối với khả năng sáng tạo hay là nữ công gia chánh của những người nội trợ trong gia đình của mình á, làm nước lẩu gì cũng được hết mà chỉ thiếu công cụ thôi. Ngày hôm nay đầu tư ngay 399.000 đồng quý vị nha, để có sẵn luôn công cụ là nồi lẩu điện đa năng 2 ngăn như thế này từ thương hiệu uy tín và chất lượng là thương hiệu Perfect cho gia đình của mình, để không chỉ thực hiện món lẩu mà bây giờ đó Khanh thích mà, tại vì sản phẩm của Khanh mà. Đúng nên rồi. Là Khanh thích nồi lẩu điện nhưng mà không thích làm lẩu, bây giờ thích làm nướng với lại thích làm xào thôi ạ. À rồi, bây giờ thì Quang Quý sẽ phụ Khanh nha. Bây giờ Khanh muốn làm món gì? À, bây giờ Khanh sẽ làm món nướng ăn bên này, trong khi đó thì Quý giúp Khanh đổ cái nguyên liệu xào vào phần bên kia nha. Rồi, một bên thì Khanh sẽ làm món nướng, còn một bên thì Quang Quý sẽ làm bò lúc lắc. Xèo xèo đảo á. Xèo xèo đúng không? Bây giờ là Quang Quý sẽ đổ vào bên đây nha mọi người. Còn một bên là nướng như thế này nè. Đó, với cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta có thể là đổ thêm một chút xíu dầu ăn thôi. Một chút xíu thôi, đó, tại vì là có một cái lớp chống dính ở phía bên trong cho nên là mọi người có thể là yên tâm luôn. Mình bỏ thịt bò vào nha, mình xào, đó, sorry Kiều Khanh, tại vì bây giờ nhiều thịt bò quá nè, đó. Đó. Nhăn tùm lum mà, không có đạt chuẩn. Bởi gì vậy hết. Thì Quang Quý nói là Quang Quý không phải là người nội trợ tài ba, mà Quang Quý là người nội trợ tài lanh thôi à. Tài tư phải không? Đó, và chúng ta có thể là xào một cách nhanh chóng và tiện lợi như thế này. Một bên là mình xào thịt, một bên là mình nướng thịt quý vị nha. Mặc dù nói là nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng, nhưng mà mình cũng có thể là mình kết hợp rất là nhiều. Tại vì hai cái chữ đa năng ở đằng sau đó Kiều Khanh. Đó, rồi. Mình có thể là sáng chế rất là nhiều những món ăn khác nhau. Đặc biệt là với sức sáng tạo của lên. Chị em phụ nữ, chị em nội trợ trong gia đình của mình nè. Hoặc là với những cánh mày râu như Quang Quý đi, cũng có thể là sáng tạo ra rất là nhiều những món ăn khác nhau. Đó, sử dụng cùng một lúc nha, gia nhiệt ở cùng một nguồn điện mà thôi, và từ đó thì mình sẽ có thể là tiết kiệm được điện năng nè, tiết kiệm được hơn cả về mặt chi phí nè. Đúng rồi, có một nút điều chỉnh thôi đúng không ha? Giảm lại một tí xíu, bởi vì chỉ cần là cái phần thịt bò nó hơi săn săn lại một tí xíu là được rồi. Rồi cho rau củ vô nè, nhanh lên, thịt bò nhanh chín lắm. Đó, bây giờ thì mình bỏ vô là mình sẽ xào rau củ nha. Với những cái món ăn này thì mình cũng có thể là mình thực hiện ngay tại nhà của mình luôn, thay vì mình bắt lên bếp rồi mình tốn thêm thời gian để mình rửa thêm một cái chảo, mình rửa thêm một cái nồi đúng không ạ? Đó, mình chỉ cần là làm chung trong một chiếc nồi lẩu điện đa năng ngày hôm nay mà thôi. Với hai ngăn đó, từ đó thì mình cũng có thể là thực hiện ngay những món xào, những món nướng siêu cay nha quý ơi. Thôi bây giờ mình ăn mình quý luôn.
Đó, ví dụ như là ở nhà mình một bên á thì sẽ có một người là mình sẽ thích ăn là đồ xào đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có những người là thích ăn đồ nướng, đồ chiên nè. Thì mình cũng có thể là kết hợp một cách dễ dàng, mình làm hai bên như thế này, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức của mình luôn. Đó, và trong lúc mà Kiều Khanh làm rất là nhiều những cái món gọi là chiên xào như vậy á, thì Quang Quý là thích ăn lẩu. Nhưng mà thường á nha thì Kiều Khanh á là không ăn được chua cay, mà Quang Quý là thích ăn cay lắm. Cho nên là ngày hôm nay thì Quang Quý đã chuẩn bị ngay hai cái lẩu siêu ngon, siêu cay như thế này, để cho Kiều Khanh có thể là mình lựa chọn. À không, không, hai cái lẩu nhưng có một cái lẩu siêu cay thôi. Một bên đây là của Quang Quý nè, bây giờ mọi người nhìn ở trong cái camera từ trên xuống nha. Một bên rất là đỏ, đỏ chét luôn nè. Đó, Quang Quý để rất là nhiều ớt trong đây nè. Đây là của Quang Quý. Còn bên đây là lẩu của Kiều Khanh. Đó, nhìn rất là thanh tao, màu nhìn là giống thôi. Khanh liền à, tại giống thanh tao nó nhẹ nhàng. Ok rồi. Đó, và bây giờ thì Quang Quý sẽ để những cái loại hải sản vào đây nha. Quang Quý đã chuẩn bị rất là nhiều rồi. Đó, bây giờ mình sẽ để hải sản vào trong chiếc nồi này ha. Ủa, bây giờ là bên cây hả? Bên nào là bên cây? Ăn rau không bây hả? Giờ Kiều Khanh thích ăn cái nào? Khanh thích ăn nấm. Khanh thích ăn nấm đúng không? Thanh cua. Rồi, cho thêm bắp vô cho nó ngọt nước. Bắp với thanh cua. Rồi, ngọt nước nha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là mình nấu nè. Mình để cái này ngay giữa bàn luôn mọi người. Đặc biệt là cái lúc mà những cái ngày cuối tuần á, hay là những ngày lễ mà cả gia đình mà chúng ta cùng sum họp với nhau đúng không nào. Đó, mình cũng có thể là mình để những cái chiếc nồi như thế này ngay giữa bàn của mình luôn. Rồi, mình làm rất là nhiều những món ăn ngon. Rồi sau đó là mình bỏ vào bên trong. Tại vì thay vì mỗi khi mà mình đi ra ngoài đường á, mà mình ăn lẩu á, tốn thời gian, tốn chi phí, tốn công sức, mà chưa kể là lỡ mà vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo nữa đúng không, thì sẽ rất là buồn luôn. Đó, chỉ đỡ cái công dọn thôi à. Ừ, đó, cho nên là bây giờ mình cũng có thể là mình làm ngay tại nhà với rất là nhiều những món ăn ngon khác nhau. Bây giờ nhiều đồ ăn nó quá đông, quý đổ chụp vô luôn nha Kiều Khanh ơi. Đó, thực ra là ăn ngoài hay là ăn ở nhà đó, mỗi thứ sẽ có một cái thú vị riêng. Tuy nhiên là Khanh thấy là khi mà đi ăn ngoài đó thì chúng ta sẽ ăn là mặc định theo thực đơn của nhà hàng đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người đó, mà cũng khá là kén chọn món ăn, ví dụ như Kiều Khanh chẳng hạn á, thì ví dụ như là cái món lẩu đó ở nhà hàng họ cho 10 loại rau mà Khanh ăn được có 2 loại à, những loại kia bỏ thì hơi phí đúng không? Đó, thì trong khi mà mình chuẩn bị ở nhà mình thích ăn rau nào, mình chuẩn bị cái lượng rau đó nhiều hơn. Hay là đối với hải sản thì có món mình thích, có món mình lại không thích, thì mình tự chuẩn bị ở nhà nó có cái thú vị riêng quý vị ạ. Và chắc chắn là sẽ đảm bảo được khẩu vị của nhiều hơn gấp đôi số lượng thành viên trong gia đình mình trước đây. Bởi vì trước đây á, Kiều Khanh hiểu là sẽ có những cái thời điểm mà chúng ta có thể là ví dụ như là chiều 2-3 con đi, còn mẹ với con gái không ăn được cay, thì mình để lần sau mình bù lại đó, kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ tại sao phải làm như vậy đúng không ạ? Hai ngăn rồi, mình cứ chia ra mỗi bên thích ăn như thế nào thì mình chuẩn bị nước lẩu như thế ấy. Hoặc là khẩu vị của những thành viên trong gia đình của mình cũng hoàn toàn giống nhau luôn, không có cần phải phân biệt ra. Nhưng mà mình thích mình làm hai loại nước lẩu thì mình cứ làm thôi. Đó, cũng rất là dễ dàng và tiện lợi đúng không nào? Và với những cái món ăn như thế này thì mình cũng có thể là mình để thêm thật là nhiều loại rau, hay là để nhiều nguyên liệu mà mình thích. Tại vì nếu mà quý vị chúng ta đi ra ngoài tiệm á Kiều Khanh, thì chắc chắn là sẽ có một vài cái loại nguyên liệu và nó được chia đều ra. Nhưng mà nhiều khi thì Quang Quý là thích ăn mực nhiều hơn, cứ mỗi lần mà kêu thêm những cái phần mực như này lại tốn thêm một khoản tiền nữa. Đó, do vậy thì nếu mà chúng ta nấu ngay tại nhà của mình có thể là chủ động hơn trong việc là lựa chọn rất là nhiều những cái nguồn nguyên liệu khác nhau nè, và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Và sau khi mà nấu xong mình có thể là ăn một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng luôn. Và với nút nhiệt ngày hôm nay thì quý vị có thể yên tâm nha, có 5 nấc nè, chúng ta có thể điều chỉnh một cách cực kỳ dễ dàng, chỉ cần xoay mà thôi. Và khi mà quay trở lại với cái khoảng không giữa số 1 và số 0 á, thì cái chiếc nồi của chúng ta vẫn tiếp tục gia nhiệt, cho nên là mọi người cũng có thể là yên tâm, nó được giữ cái độ nóng nóng nhẹ nhẹ đó, để có thể là thực phẩm của chúng ta vẫn được giữ ấm trong suốt cái quá trình mà chúng ta ăn đúng không nào. Rồi bây giờ xem cái miếng thịt của Khanh ngon quá nè, rồi lỡ tay làm rớt đũa luôn rồi, thấy chưa? Thấy miếng thịt ngon quá rung tay luôn rồi, để Khanh cắt cho quý một miếng nha, ngon lắm. Đó, và như vậy thì mình có thể là vừa ăn lẩu nè, rồi mình vừa ăn đồ chiên, mình vừa ăn đồ nướng, rất là dễ dàng và tiện lợi cho những thành viên trong gia đình của mình, thực hiện một cách nhanh chóng luôn mọi người nha. Đó, từ đó thì những món ăn của chúng ta cũng sẽ cảm thấy là vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Ngon quá quý ơi. Chảy nước miếng luôn. Đó, rất là nhiều những món ngon như thế này. Và bây giờ thì chỉ có trong chương trình lần này mà thôi, với mức giá mà chúng tôi đã để ở bên đây, đó chính là 399.000 đồng quý vị nha. Với mức giá này chỉ có trong chương trình giá xả kho mà thôi, thì chúng ta mới có ngay dòng sản phẩm này. Đó, khi mà quý vị đặt hàng thì chúng tôi sẽ giao như thế này nè. Một chiếc thùng màu đỏ rất là đẹp luôn. Ở trong đây sẽ có dòng sản phẩm của chúng ta, và mình cũng có thể là mình lấy để mình gửi tặng đến những người thân yêu của mình. Và đặc biệt là với dòng sản phẩm lần này thì mọi người cũng có thể là yên tâm, tại vì được bảo hiểm trách nhiệm lên tới 2 tỷ đồng đúng không Kiều Khanh?
Chính xác rồi. Cụ thể là khi mua sản phẩm nồi lẩu điện 2 ngăn Perfect, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của sản phẩm gây ra thì khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa 50 triệu đồng một vụ việc, giới hạn tối đa tất cả về người và tài sản là 2 tỷ đồng quý vị ạ. Và quay trở lại với những yếu tố làm nên tính cạnh tranh rất là lớn của dòng sản phẩm này đối với nhiều gia đình ở trên thị trường thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nha. Công suất mạnh mẽ 1200W nè quý vị, dung tích 5 lít thoải mái là nấu nướng luôn nha. Lòng nồi chống dính cực kỳ hiệu quả, 5 mức điều chỉnh nhiệt độ, 2 khay thực phẩm riêng biệt, nắp kính trong suốt chịu nhiệt và tay cầm cách nhiệt nữa. Mình nhấc lên, mình đặt cái nồi lẩu này lên trên bàn, sau đó là trang trí với những cái món ăn xung quanh. Nước lẩu nhiều màu sắc ở phía bên trong nữa, một bữa ăn gia đình tuyệt ngon, cả về mặt đó chính là khẩu vị cũng như là cả về mặt thẩm mỹ quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt là mức giá nhà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nhắc đi nhắc lại là trong chương trình giá xả kho chỉ với 399.000 đồng mà thôi, để chúng ta có ngay những dòng sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho những thành viên trong gia đình của mình. Ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian để cho tất cả quý vị chúng ta có thể nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, sở hữu ngay dòng sản phẩm này ngay tại nhà của mình để làm lẩu, đồ nướng, đồ xào, đồ chiên, hay thậm chí chúng ta có thể thao một cách cực kỳ dễ dàng luôn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và tiết kiệm công sức. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha. Còn bây giờ mời mọi người hãy cùng thưởng thức những món ngon cùng với Quang Vĩ và Kiều Khanh nào. Xả kho số lượng giới hạn, mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 399.000 đồng, sở hữu ngay một bếp nồi lẩu 2 ngăn chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping trong chương trình mua sắm hấp dẫn kỳ này. Nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect, công suất mạnh mẽ 1200W, dung tích 5 lít, lòng nồi chống dính, 5 mức điều chỉnh nhiệt độ, 2 khay thực phẩm riêng biệt, nắp kính trong suốt chịu nhiệt, tay cầm cách nhiệt tiện lợi, sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect nấu nướng một cách nhanh chóng, dùng tích lớn sử dụng cho cả gia đình. Nấu cùng lúc 2 món ăn chỉ trên một sản phẩm, phù hợp cho nhiều khẩu vị và nhu cầu khác nhau. Dễ dàng vệ sinh và cất giữ, phục vụ cho nhu cầu cho cả gia đình. Đa năng, tiện dụng và tiết kiệm. Nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect đa chức năng nấu nướng cùng 2 khay thực phẩm riêng biệt như lẩu, xào, chiên, nướng. Thực hiện cùng lúc nhiều món ngon chỉ với một sản phẩm. Và với dòng sản phẩm lần này đặc biệt chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi quý vị nha, nồi lẩu điện 2 ngăn đa năng Perfect, nhãn hiệu Mỹ uy tín và chất lượng, mức giá nhà cung cấp 699.000 đồng ngày hôm nay giá xả kho chỉ còn 399.000 đồng mà thôi, bảo hành trong thời gian 12 tháng, tặng thêm cho quý vị dụng cụ mài dao. Dòng sản phẩm ngày hôm nay số lượng có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping.